ít người làm cái này. Thế để thiết kế bìa sách thì đầu tiên là các bạn này, các bạn phải đặt kích thước trang nhá. Đấy, em ghi cho thầy. Đầu tiên là chúng ta phải đặt kích thước. Trang sách nhá. Đầu tiên là các bạn phải đặt kích thước trang sách. Thế bây giờ thầy lấy ví dụ. Chúng ta có một cái tạp chí kích thước độ khoảng, để thầy lấy xem. Kích thước độ khoảng 19-27 chẳng hạn. Thế thì trong cái phần layout đây, các em chú ý cho thầy nhá. Chúng ta đặt hướng giấy cho thầy hướng ngang. Đấy, hướng ngang nhá. Rồi, hướng giấy nằm ngang nhá. Chúng ta đặt hướng nằm ngang. Sau đó các bạn vào size, các bạn chọn kích thước lớn. Đây. Rồi, bây giờ thầy mới nhập này. Chiều ngang thầy cứ để cho em là 45 đi, 45 cm, để cho nó rộng cho em nhìn. Chiều cao đây là kích thước giấy nhá, kích thước của cái phần đó, kích thước của cái phần mô tả nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái, ta sẽ chèn vào đây một cái khung như sau. Đấy, và sẽ đặt cái này thì có hai cái bìa trước bìa sau cùng đặt trên một cái. Đấy, em đặt cái này và em xem kích thước ở đây nó hiện luôn ở đây nhá. Chúng ta cho chiều rộng là nó chỉ khoảng vào cỡ khoảng 18 đi, rồi sau tính sau cứ cho 18 cm nhá. Đấy là chiều ngang. Đấy, 18. Còn chiều cao, chiều ngang 18, chiều cao 27. Chiều cao 27 thì thầy chiều cao 27 thì em để cho thầy hai chín nhá. Thế em để 30 đi, 30 là để cái đây là chỉ là cái giá đỡ thôi nhá. Đấy, cái này chỉ là cái giá đỡ thôi. Đấy, giá đỡ của nó nhá. Rồi, để em đặt kích thước vào đây là cho thầy là 27 cm nhé. Cái này là bé hơn một cái tờ A4. Đó. Sau rồi các em giữ Ctrl nhân thêm một cái nữa để sang cái bìa thứ hai nhé. Một cái bìa thứ hai. Hai cái này chúng ta chú ý cho nó bằng nhau. Các em chọn align, các em chọn top là bằng nhau về đỉnh, nó bằng nhau phía trên. Đấy,
Đây chỉ làm một cái gọi là để giá đỡ thôi. Được chưa? Rồi đến ở giữa, phía giữa này, phần giữa này. Phần giữa thì chúng ta có một cái gáy, gọi là gáy sách. Đoạn vẽ từ trên xuống nha. Cho nó một màu khác. Các em nhớ là đây là mới đánh dấu thôi nha. Để cho nó màu khác thì các em nhấp nó chuột phải, chọn Format Shape. Đấy, ở bên này. Rồi, chúng ta chọn màu cho nó là màu hồng. Đấy nhá. Đấy, Solid Fill, tức là tô với cái màu tô như này. Rồi bây giờ thầy mới, đây là thầy gọi là các em đã hình dung ra cái cách đặt nó như này để chúng ta bao quát được xung quanh. Đây cái phần này, này chỉ là cái phần để diện tích thiết kế ở bên ngoài thôi, còn chủ yếu nó là ở đây. Rồi bây giờ thầy mới tìm, thầy làm một cái tạp chí về người mẫu chẳng hạn. Tạp chí về người mẫu nha. Ngô tìm nha. Bây giờ này chúng ta sẽ đặt một cái bìa đằng trước một người mẫu, chúng ta đặt như sau. Các em chọn picture đấy, hoặc là chúng ta sẽ chọn một cái hình, thầy chọn một cái hình người mẫu hình này thì đặt vào đây nhé, đặt tạm vào đây thôi. Được chưa? Các em vẽ một cái hình chữ nhật cho thầy nhá. Đây. Bước tiếp theo là chúng ta insert. Chúng ta chọn một cái hình chữ nhật. Đấy, được hình chữ nhật rồi thì các em nhìn sang bên tay phải. Nhìn sang bên tay phải. Cái phần có picture. Đây, picture and texture view. Chúng ta chọn file. Các em chọn cái thư mục mà các em có ở trong, sau này các em sẽ tạo một thư mục. Đấy. Tạo thư mục ảnh. Đấy. Thầy xem là ảnh cô nào đẹp. Đây là thầy nói là để làm cái hình chỉ là cái gì, cái hình chỉ là cái trang trí thôi nhá. Đấy, ví dụ tôi chọn cô này được chưa. Rồi thế thì đối với cái hình mà dạng bìa mà nền đen như thế này. Đấy, thì các bạn kéo căng hết cho thầy nhá. Được chưa? Đấy. Bước tiếp theo các bạn nhìn thấy là thầy đặt như này, đặt như này nha, đặt kín. Ví dụ như là với một cái hình lớn thì chúng ta để như này. Các bạn có thể đánh chữ lên cái phần phần đây. Thế còn cái tờ bìa, cái gáy của nó thì các bạn nhớ cho thầy là các bạn phải chọn một trong số màu trùng với cái cô này, tức là không thể lệch được cái màu khác. Các bạn có thể lấy màu đen làm cái gáy cho nó. Đấy. Các bạn lấy cái màu đen làm gáy cho nó. Các bạn xuống dưới chỗ phần, các bạn chọn chỗ này. Có ba cái nút nhá. Nút đây là nút đổ bóng này, còn nút đây là nút màu tô này. Thì có màu tô là bên đây là ký hiệu màu tô, còn đây là ký hiệu là đường viền.
Thế ở đường viền thì chọn không màu thì đấy chọn vào no line. Đấy, nó sẽ không có màu viền nữa. Rồi đến màu tô thì thầy chọn một cái màu và nó trùng với cái màu đen ở đây. Lẽ ra cái này nó phải có một cái bút thử, nhưng mà ở đây, ở trong chương trình này nó lại không có. Thế thì chúng ta sẽ chọn một cái màu tối. Đấy, tối để giống ở đấy. Chúng ta có thể di chuyển nó, chọn một cái màu. Trùng với cái màu kia. Đấy, trùng màu đen bên này. Bên này cũng vậy nhá. Bên này thì các bạn cho một cái bìa tạp chí khác, các bạn cho nó insert, các bạn chọn một cái hình. Bởi vì là những cái hình người mẫu đa số người ta để hình chữ nhật, người ta không xén, không bo tròn, không kiểu làm tròn. Đấy, tùy theo từng cái. Cái này chúng ta chọn file khác. Chúng ta có thể chọn một cái màu khác. Đây là ví dụ, đây không được đẹp lắm nhưng mà cả lớp vẫn nhìn thấy chứ? Có ạ. Alo. Có. Đây có nha. Nha. Thế thì ở đây, ở cái bìa thứ hai, các em có thể chọn một cái hình gọi là phụ thôi, chủ yếu là cái bìa thứ nhất. Đấy, các bạn có thể chọn một cái. Đây, thư viện ảnh của thầy nó nghèo nàn quá. Nhưng mà chúng ta học cái kiểu cách ở bên này để chúng ta hiểu vấn đề hơn. Để thầy thế nào xem chọn được cái. Rồi, thôi để bên này nha. Rồi, thế thì chúng ta nhìn thấy này, ba cái này, chúng ta luôn luôn cái chữ align là chữ căn chỉnh. Các em ghi vào cho thầy, chúng ta căn chỉnh. Top là nó bằng đỉnh nhau. Đấy, bằng rồi. Thế bao giờ nó lệch thì các em kéo như thế. Chỗ này chúng ta cho bằng nhau nhé. Ở đây cũng thế nha. Đấy, xong bây giờ chúng ta sẽ ghi chữ lên trên này. Rồi với những cái bìa tạp chí thì nó mỏng thôi. Nếu mà bìa tạp chí thì các em nó mỏng thì các em cho nó không gáy, và các em cho nó sát vào để không đóng bìa, không đóng gáy ở bên kia, thì chúng ta cho sát vào nha. Sách thì chúng ta mới cho nó có gáy, tức là sách này người ta gọi là đóng lồng, bên trong của nó là ốp cái bìa vào. Chỗ này là chúng ta chỉ là đóng ghim. Đấy, chứ là không có gáy, không nhiều trang thì chúng ta để như này. Các bạn hiểu chưa? Alo. Nhá, với cái thể loại này thì chúng ta làm như vậy. Thầy sẽ làm rất nhiều thể loại để các em nhìn. Đấy. Thế xong rồi, bây giờ ta mới chèn một cái hộp chữ vào đây. Để chèn chữ vào đây, các em lại vào hình khối xếp, các em chọn cho thầy cái nút có chữ text box. Đấy. Nhá, chúng ta phải chọn insert là chèn. Đấy, chúng ta hiểu là đây có nghĩa là chèn vào. Đó. Các em đánh vào đây. Và đây thì đầu tiên chúng ta cứ tập và gõ chữ bình thường. Các em chọn chữ màu vàng cho thầy. Đó. Các em chọn fashion. Nhé. À. Rồi, ở chỗ này các em bây giờ nền nó màu trắng. Nền màu trắng thì các em phải làm nào để cho nó hết nền màu trắng. Đấy.
Thì các em ghi cho thầy, chúng ta chọn vào cái đây nhá. Em nhấp chuột phải cho thầy chọn chữ format shape. Đó. Chọn đây là xong, nó hiện ra cái nút này thì chúng ta chọn no film. Đó. Thì sau đó thì các em đặt ở chỗ nào cũng được. Đó. Và no line. Đó. Thì chúng ta đặt ở chỗ nào cũng được nhá. Đó, chú ý. Rồi. Đấy, chúng ta gọi là một cái bìa tạp chí thời trang. Bây giờ chúng ta ghi, chúng ta lại copy cái hình này xuống tiếp một lần nữa. Copy này, để copy các em giữ phím Ctrl. Thầy đọc rất chậm nhá. Ta copy xuống cái dòng chữ ở đây. Các em cho nhỏ lại nhá. Các em cho nhỏ lại bằng cách các em chọn font chữ. Bấm chọn nó nhỏ lại. Đó. Em cho đấy. Em có thể là fashion này, đây là tạp chí của Tây thì chúng ta có thể đánh chữ là 2020. Rồi, các em có thể thêm những cái dòng chữ khác vào đây. Đây là cái cách copy để cho chúng ta trang trí. Đó. Rồi chúng ta có thể điền thêm nhiều cái khác. Ví dụ như là chúng ta có thể nói nhiều kiểu. Đây. Đây nha, cái này các em lại giữ gần chôn để copy ra các vị trí. Đây này. Các vị trí gần chôn lên đây này. Đó. Các em có thể ghi mà party. Party rồi xuống dòng chữ khác chẳng hạn. Với cái màu này, với cái này các em có thể cho một chữ, cho một cái màu more color. Em cho thầy một cái chữ màu hồng, hồng nhé. Đó. Rồi chúng ta đặt thêm những cái sự kiện vào đây. Xuống dòng mở rộng cái này ra để nó hiện chữ ra nhé. Đó. Em có thể cho chữ rất là nhiều thứ lên trên, người ta muốn quảng cáo cái này, muốn quảng cáo thứ. Thế thì các em nhìn thấy là trong cái bìa fashion ở đây có rất nhiều thứ mà chúng ta cần đánh và trang trí vào. Đấy. Thế thì qua cái bài, qua cái này thì các em nhìn thấy là đây có rất là nhiều bìa về thời trang người ta quảng cáo. Alo cả lớp. Alo. Dạ. Nghe thấy thầy chưa? Tôi ạ.
đấy nhá. Thế thì ở dạng thể loại này, đầu tiên đơn giản nhất thì các em sẽ làm thế này, rồi các em muốn thêm chữ nữa thì các em lại copy cái hộp này bằng cách giữ Ctrl đẩy lên trên này. Đấy, các em đánh nó vào đây, đánh nó vào đây. Một bạn nào kêu nhỉ? Đấy, rồi các em có thể cho thêm rất là nhiều thứ, copy những cái sự kiện mà người ta cần nêu ra cái ngày hôm đấy để chúng ta cho vào, đúng không? Đây là một cái gọi là mẫu, có rất nhiều đa dạng. Đấy, bạn nào vừa học nhá, lại còn vẫn còn thưởng thức âm nhạc nữa, thế thì nghe thầy làm sao được? Alo các em, thế thì thầy mất công dạy cho chúng ta. Thầy dạy rồi mà ở trong vẫn cứ nhạc thôi nhá. Những bạn này là không tôn trọng thầy rồi. Thầy đang dạy các em để các em phải làm giống và làm đúng cho thầy, mà các em không làm được thì thôi, thầy chịu luôn rồi. Còn đây là phần đến phần thiết kế thầy đang dạy các em rồi mà các em vẫn còn coi thường này, chết. Đây các em nhìn thấy nhá, những cái bìa này người ta cho thêm những cái quảng cáo ở các nơi vào đấy, ví dụ như chỗ này cũng vậy, đây bên này quảng cáo. Thế thì chúng ta có thể cho chữ đằng sau, ví dụ như ở đây cho chữ đằng sau người, sau cái đầu, hoặc cho chữ đằng trước. Thế nhưng mà như đây chúng ta thấy là thầy cho chữ đằng trước đấy, rồi cho những thêm những cái dòng chữ khác, tức là chúng ta thấy là những cái mẫu quảng cáo, rồi thầy ghi là ở đây thầy cho chữ là mùa mới chẳng hạn. Chúng ta cho chữ nó nhỏ lại nhé. Chỗ này các em cho chữ nhỏ lại, mỗi kích thước nó một khác nhau. Đó, phóng to lên thì chúng ta làm. Chỗ này các bạn cho nó to lên một chút bằng cách dùng tay ba phím là Shift Control và móc vuông và cái dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn nhá, chứ không phải là mũi tên đâu. Đấy, bây giờ ở đây thì thầy cho một cái màu khác, hoặc là màu trắng. Nếu chỗ vùng đen thì chúng ta cho nó màu trắng. Đấy, cho nó nhỏ lại. Nếu nó cách xa quá thì các bạn lại chọn thế này, chọn vào đây paragraph, chúng ta cho nhỏ lại. Đấy, 4 cho lùi vào. Các bạn có thể chọn phông chữ khác bằng cách các bạn chọn vào đây, các bạn chọn phông chữ khác. Đấy, phông chữ mà nó thật đẹp thì là mình dùng, đúng không? Đấy, các bạn có thể đặt nó xuống thế này, đặt nó sao cho nó hợp lý. Đấy, đấy các em nhìn thấy không? Đây là cái mẫu đầu tiên chúng ta thiết kế, thì ít ra chúng ta phải biết cách mà đặt kích thước trang. Đó, rồi chúng ta biết cách sao cho màu sắc nó trung thực mà nó đúng. Đấy, các em nhìn thấy ở đây nhá, riêng ở đây thì nó là cả cái hình, thì chúng ta thấy là fashion là chúng ta cái từ này nó phải tương phản với lại cái màu đen ở phía dưới. Đấy, đây các em nhìn không? Đấy, rồi bên này các em cũng làm như thế nữa nhá. Rồi bây giờ đây là một cái ví dụ đầu tiên liên quan đến thiết kế.
thì chúng ta thầy chưa dạy phức tạp, thầy mới dạy gọi là cơ bản thôi. Đấy, thì các em bây giờ các em sẽ tập làm cho thầy nhá, tập làm cho thầy. Chúng ta có thể cần chúng ta vào design, chúng ta chọn màu sắc. Đấy, chọn màu sắc ở trong này nhá, trong phần design này nó là các bộ màu đi với nhau. Đây, chúng ta chọn ở đây nhá, đây là phần bộ màu đi cùng nhau. Còn chọn cái hộp gì hay chữ gì thì các bạn nhấp cho thầy chuột phải, chọn cái nút cuối cùng là format shape. Đấy, xong các em chọn phần tô và phần không tô. Alo, cả lớp hiểu chưa? Phần tô và phần không tô. Đấy, thì bây giờ cả lớp làm cho thầy một cái bìa mẫu, làm một cái bìa mẫu. À, với các em có thể lên Google, các em chọn kiểu dáng, có tên là, các em ghi cho thầy fashion cover để search cái từ khóa này ra để chúng ta tập làm cái này nhá. Ảnh các em tự chọn người mẫu và chưa chèn cái này đâu, các em tự chọn người Việt Nam được, hoa hậu các cái thứ thoải mái nhá, nhưng mà chưa có chữ đâu. Đấy, cái ảnh nó phải trống như của thầy. Xong tương tự bên này nữa thì các em có thể thêm phụ vân vân các thứ vào. Alo, hiểu chưa, cả lớp hiểu chưa? Đây là làm, chúng ta tập làm chữ cho dày hơn thầy được, cho nhiều vào một tí nhá, cho đẹp. Nhớ là các chữ là đừng phải đi theo cái hộp. Đấy, chúng ta chọn. Lên đây chúng ta lại chọn một cái khác. Bây giờ các em sẽ làm cho thầy thật là từ cái bình thường, từ cái đơn giản nhất, xong cho đến cái phức tạp. Giờ chúng ta sẽ làm cho thầy những cái bìa như này trước đã, xong lát nữa thầy sẽ dạy cho chúng ta cách làm bìa phức Cái bài này của thầy có trên YouTube chưa ạ? chưa đã có đâu. À, có bìa của cái khác thôi, nhưng mà đây là bìa người mẫu lần đầu tiên thầy làm thôi. Alo, dễ mà, các em cứ tập làm cho thầy đi, chúng ta tìm kiếm cho thầy trên. Đây, các em vào đây các em xem rất là nhiều mẫu đấy, các em làm cho thầy nhá. Alo, Vâng ạ. còn người mẫu thì các em tự chọn đấy, người ta viết chữ lung tung xung quanh hết tất cả đấy. Đấy là cái kiểu này nó chuyên như này thế. À, riêng cái tờ bìa kiểu này thì nó toàn giống này hết, cả lớp hiểu ý thầy chưa? Vâng ạ. Đấy, các em làm cho thầy nhá. Nhớ từng bước từng đoạn cho thầy. Trong YouTube cũng có những bài thầy làm bìa rồi, nhưng mà bìa là bìa khác. Nhớ nhấp chuột phải nhá, cả lớp nhớ chuột phải chọn format shape, chọn ở đây có phần tô và phần không tô này nhá.
À, phần tô là đây là không tô, còn đây là tô. Chúng ta chọn không tô. Đấy. Các bạn có thể có chữ có tô được, thì nhưng mà màu màu chúng ta chọn nó phải hợp lý. Màu đen vào đây thì nó gọi là che lấp cái phần này, ví dụ như thế. Nhưng mà ra nó cũng không được nào thôi để hệ được. Thế bây giờ có cần phải lưu cái bài này thành phim luôn không? Đặt lên để các em vào xem các em làm theo không? Có. Nhá, thầy lưu luôn nhá.